Con vẽ đi. Đấy, con vẽ con gì đây? Con cá sấu. Đâu con cá sấu của Ninh đâu? Đây. Các bạn ơi, nhìn thấy con cá sấu của Ninh chưa? Đâu con cá sấu của Ninh đâu? Số 1 đâu? Vâng, biết rồi. Đấy, ôi trời ơi, con cá sấu của Ninh đẹp thế. Sống nhiều răng không? Số 1 đâu? Nhiều không? Nhiều. Con vẽ tiếp. Đấy, mình vẽ con gì đây? Con ếch. Con ếch ộp à? Con ếch ộp của Ninh đâu? Ninh ơi, ô. Con ếch ộp đâu? Các bạn nhìn thấy con ếch ộp của Ninh chưa? Ếch ộp của Ninh đây. Ai, Ninh vẽ đẹp không? Ôi đẹp nhè. Ôi đẹp quá. Ôi trời ơi, ôi ôm vẽ kín rồi. Dạ, kín rồi. Bye bye các bạn nha. Tôi về tiếp rồi. Nào, các bạn thăng tầm mới nha. Anh viết số 1 cho bố xem nào. Số 1 như nào nhỉ? Anh viết số 1 không? Ủa? Số 1 đâu? Ôi trời ơi, thôi, biết thế thôi nha. Con vẽ bàn chim lợn. Con vẽ con bàn gì nữa? Bàn chim lợn. Con vẽ con chim lợn nè. À. Happy birthday to you. Happy birthday. Con ca răng nhanh như này. Ừ nè. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ôi con ra đây này. Thổi cái gì đấy? Trời nến bánh sinh nhật đúng không? Có bánh cá đỏ. Ăn đi.